Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của cái không nội chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh chẳng phải là Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, hoặc hữu nguyện vô nguyện của cái không nội, hoặc hữu nguyện vô nguyện của cái không ngoại, cho đến cái không không tánh tự tánh, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh hữu nguyện vô nguyện của cái không nội, và cái danh hữu nguyện vô nguyện của cái không ngoại, cho đến cái không không tánh tự tánh. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của cái không nội là Đại Bồ Tát? Chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát. Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của cái không nội chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tịch tịnh bất tịch tịnh của cái không nội, hoặc tịch tịnh bất tịch tịnh của cái không ngoại, cho đến cái không không tánh tự tánh, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh tịch tịnh bất tịch tịnh của cái không nội, và cái danh tịch tịnh bất tịch tịnh của cái không ngoại, cho đến cái không không tánh tự tánh, các danh này đã chẳng có. Thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của cái không nội là Đại Bồ Tát? Chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của cái không nội chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc viễn ly bất viễn ly của cái không nội, hoặc viễn ly của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh viễn ly của cái không nội, và cái danh viễn ly của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, các danh này đã chẳng có. Thì tại sao có thể nói là chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của cái không nội là Đại Bồ Tát? Chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của cái không nội chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu vi vô vi của cái không nội, hoặc hữu vi vô vi của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh hữu vi vô vi của cái không nội, và cái danh hữu vi vô vi của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, các danh này đã chẳng có. Thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của cái không nội là Đại Bồ Tát? Chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của cái không nội chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu lậu vô lậu của cái không nội, hoặc hữu lậu vô lậu của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh hữu lậu vô lậu của cái không nội, và cái danh hữu lậu vô lậu của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, các danh này đã chẳng có. Thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của cái không nội là Đại Bồ Tát? Chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh sanh hoặc diệt của cái không nội chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh sanh hoặc diệt của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc sanh diệt của cái không nội, hoặc sanh diệt của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh sanh diệt của cái không nội, và cái danh sanh diệt của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, các danh này đã chẳng có.
thì tại sao có thể nói là chính cái danh sanh hoặc diệt của cái không nội là Đại Bồ Tát, chính cái danh sanh hoặc diệt của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thiện hoặc phi thiện của cái không nội chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh thiện hoặc phi thiện của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thiện phi thiện của cái không nội, hoặc thiện phi thiện của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, chốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh thiện phi thiện của cái không nội và cái danh thiện phi thiện của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thiện hoặc phi thiện của cái không nội là Đại Bồ Tát, chính cái danh thiện hoặc phi thiện của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của cái không nội chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu tội vô tội của cái không nội, hoặc hữu tội vô tội của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh hữu tội vô tội của cái không nội và cái danh hữu tội vô tội của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của cái không nội là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của cái không nội chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu phiền não vô phiền não của cái không nội, hoặc hữu phiền não vô phiền não của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, chốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh hữu phiền não vô phiền não của cái không nội và cái danh hữu phiền não vô phiền não của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của cái không nội là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của cái không nội chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thế gian xuất thế gian của cái không nội, hoặc thế gian xuất thế gian của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh thế gian xuất thế gian của cái không nội và cái danh thế gian xuất thế gian của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của cái không nội là Đại Bồ Tát, chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của cái không nội chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tạp nhiễm thanh tịnh của cái không nội, hoặc tạp nhiễm thanh tịnh của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh tạp nhiễm thanh tịnh của cái không nội và cái danh tạp nhiễm thanh tịnh của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của cái không nội là Đại Bồ Tát, chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của cái không nội chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh chẳng phải là Đại Bồ Tát?
Bạch Thế Tôn, hoặc thuộc sanh tử thuộc niết bàn của cái không nổi, hoặc thuộc sanh tử thuộc niết bàn của cái không ngoại, cho đến cái không không tánh tự tánh, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thuộc sanh tử thuộc niết bàn của cái không nổi, và cái danh thuộc sanh tử thuộc niết bàn của cái không ngoại, cho đến cái không không tánh tự tánh. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của cái không nội là đại bồ tát, chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là đại bồ tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tại nội tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của cái không nội chẳng phải là đại bồ tát? Chính cái danh tại nội tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh chẳng phải là đại bồ tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tại nội tại ngoại tại lưỡng gian của cái không nội, hoặc tại nội tại ngoại tại lưỡng gian của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tại nội tại ngoại tại lưỡng gian của cái không nội, và cái danh tại nội tại ngoại tại lưỡng gian của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tại nội tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của cái không nội là đại bồ tát? Chính cái danh tại nội tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là đại bồ tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của cái không nội chẳng phải là đại bồ tát? Chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh chẳng phải là đại bồ tát? Bạch Thế Tôn, hoặc khả đắc bất khả đắc của cái không nội, hoặc khả đắc bất khả đắc của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh khả đắc bất khả đắc của cái không nội, và cái danh khả đắc bất khả đắc của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của cái không nội là đại bồ tát? Chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là đại bồ tát? Lại nữa, thiện hiện, ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh chân như chẳng phải là đại bồ tát? Chính cái danh pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cõi hư không, cõi chẳng thể nghĩ bàn, chẳng phải là đại bồ tát? Cụ thọ thiện hiện bạch, Bạch Thế Tôn, hoặc chân như hoặc pháp giới, cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh chân như và cái danh pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh chân như là đại bồ tát, chính cái danh pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn là đại bồ tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thường hoặc vô thường của chân như chẳng phải là đại bồ tát? Chính cái danh thường hoặc vô thường của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn chẳng phải là đại bồ tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thường vô thường của chân như, hoặc thường vô thường của pháp giới, cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thường vô thường của chân như, và cái danh thường vô thường của pháp giới, cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thường hoặc vô thường của chân như là đại bồ tát, chính cái danh thường hoặc vô thường của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn là đại bồ tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh lạc hoặc khổ của chân như chẳng phải là đại bồ tát? Chính cái danh lạc hoặc khổ của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn chẳng phải là đại bồ tát? Bạch Thế Tôn, hoặc lạc khổ của chân như, hoặc lạc khổ của pháp giới, cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh lạc khổ của chân như, và cái danh lạc khổ của pháp giới, cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh lạc hoặc khổ của chân như là đại bồ tát? Chính cái danh lạc hoặc khổ của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn là đại bồ tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh ngã hoặc vô ngã của chân như chẳng phải là đại bồ tát?
chính cái danh ngã hoặc vô ngã của Pháp giới, cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn, chẳng phải là Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, hoặc ngã vô ngã của chân như, hoặc ngã vô ngã của Pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh ngã vô ngã của chân như và cái danh ngã vô ngã của Pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh ngã hoặc vô ngã của chân như là Đại Bồ Tát, chính cái danh ngã hoặc vô ngã của Pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của chân như chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của Pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tịnh bất tịnh của chân như, hoặc tịnh bất tịnh của Pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịnh bất tịnh của chân như và cái danh tịnh bất tịnh của Pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của chân như là Đại Bồ Tát, chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của Pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh không hoặc bất không của chân như chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh không hoặc bất không của Pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc không bất không của chân như, hoặc không bất không của Pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh không bất không của chân như và cái danh không bất không của Pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh không hoặc bất không của chân như là Đại Bồ Tát, chính cái danh không hoặc bất không của Pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của chân như chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của Pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu tướng vô tướng của chân như, hoặc hữu tướng vô tướng của Pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tướng vô tướng của chân như và cái danh hữu tướng vô tướng của Pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của chân như là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của Pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của chân như chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của Pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu nguyện vô nguyện của chân như, hoặc hữu nguyện vô nguyện của Pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu nguyện vô nguyện của chân như và cái danh hữu nguyện vô nguyện của Pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của chân như là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của Pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của chân như chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của Pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tịch tịnh bất tịch tịnh của chân như, hoặc tịch tịnh bất tịch tịnh của Pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịch tịnh bất tịch tịnh của chân như và cái danh tịch tịnh bất tịch tịnh của Pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của chân như là Đại Bồ Tát, chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của Pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của chân như chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của Pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc viễn ly của chân như, hoặc viễn ly bất viễn ly của Pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn,
rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh viễn ly bất viễn ly của chân như và cái danh viễn ly bất viễn ly của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của chân như là Đại Bồ Tát, chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của chân như chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu vi vô vi của chân như, hoặc hữu vi vô vi của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu vi vô vi của chân như và cái danh hữu vi vô vi của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của chân như là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của chân như chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu lậu vô lậu của chân như, hoặc hữu lậu vô lậu của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu lậu vô lậu của chân như và cái danh hữu lậu vô lậu của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của chân như là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh sanh hoặc diệt của chân như chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh sanh hoặc diệt của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc sanh diệt của chân như, hoặc sanh diệt của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh sanh diệt của chân như và cái danh sanh diệt của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh sanh hoặc diệt của chân như là Đại Bồ Tát, chính cái danh sanh hoặc diệt của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thiện hoặc phi thiện của chân như chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh thiện hoặc phi thiện của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thiện phi thiện của chân như, hoặc thiện phi thiện của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thiện phi thiện của chân như và cái danh thiện phi thiện của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thiện hoặc phi thiện của chân như là Đại Bồ Tát, chính cái danh thiện hoặc phi thiện của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của chân như chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu tội vô tội của chân như, hoặc hữu tội vô tội của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tội vô tội của chân như và cái danh hữu tội vô tội của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của chân như là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của chân như chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu phiền não vô phiền não của chân như, hoặc hữu phiền não vô phiền não của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu phiền não vô phiền não của chân như và cái danh hữu phiền não vô phiền não của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn.
Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của chân như là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của Pháp giới, cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của chân như chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của Pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thế gian xuất thế gian của chân như, hoặc thế gian xuất thế gian của Pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thế gian xuất thế gian của chân như, và cái danh thế gian xuất thế gian của Pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của chân như là Đại Bồ Tát, chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của Pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của chân như chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của Pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tạp nhiễm thanh tịnh của chân như, hoặc tạp nhiễm thanh tịnh của Pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tạp nhiễm thanh tịnh của chân như và cái danh tạp nhiễm thanh tịnh của Pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của chân như là Đại Bồ Tát, chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của Pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của chân như chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của Pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thuộc sanh tử thuộc niết bàn của chân như, hoặc thuộc sanh tử thuộc niết bàn của Pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thuộc sanh tử thuộc niết bàn của chân như và cái danh thuộc sanh tử thuộc niết bàn của Pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của chân như là Đại Bồ Tát, chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của Pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tại nội tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của chân như chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh tại nội tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của Pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tại nội tại ngoại tại lưỡng gian của chân như, hoặc tại nội tại ngoại tại lưỡng gian của Pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tại nội tại ngoại tại lưỡng gian của chân như và cái danh tại nội tại ngoại tại lưỡng gian của Pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tại nội tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của chân như là Đại Bồ Tát, chính cái danh tại nội tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của Pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của chân như chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của Pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc khả đắc bất khả đắc của chân như, hoặc khả đắc bất khả đắc của Pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh khả đắc bất khả đắc của chân như và cái danh khả đắc bất khả đắc của Pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của chân như là Đại Bồ Tát, chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của Pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ Tát? Lại nữa, thiện hiện, người quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh bốn niệm trụ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chẳng phải là Đại Bồ Tát? Cụ thọ thiện hiện bạch, Bạch Thế Tôn, hoặc bốn niệm trụ, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh bốn niệm trụ và cái danh bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo
các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh bốn niệm trụ là Đại Bồ Tát, chính cái danh bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thường hoặc vô thường của bốn niệm trụ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh thường hoặc vô thường của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thường vô thường của bốn niệm trụ, hoặc thường vô thường của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thường vô thường của bốn niệm trụ và cái danh thường vô thường của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thường hoặc vô thường của bốn niệm trụ là Đại Bồ Tát, chính cái danh thường hoặc vô thường của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh lạc hoặc khổ của bốn niệm trụ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh lạc hoặc khổ của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc lạc khổ của bốn niệm trụ, hoặc lạc khổ của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh lạc khổ của bốn niệm trụ và cái danh lạc khổ của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh lạc hoặc khổ của bốn niệm trụ là Đại Bồ Tát, chính cái danh lạc hoặc khổ của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh ngã hoặc vô ngã của bốn niệm trụ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh ngã hoặc vô ngã của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc ngã vô ngã của bốn niệm trụ, hoặc ngã vô ngã của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh ngã vô ngã của bốn niệm trụ và cái danh ngã vô ngã của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh ngã hoặc vô ngã của bốn niệm trụ là Đại Bồ Tát, chính cái danh ngã hoặc vô ngã của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của bốn niệm trụ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tịnh bất tịnh của bốn niệm trụ, hoặc tịnh bất tịnh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịnh bất tịnh của bốn niệm trụ và cái danh tịnh bất tịnh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của bốn niệm trụ là Đại Bồ Tát, chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh không hoặc bất không của bốn niệm trụ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh không hoặc bất không của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc không bất không của bốn niệm trụ, hoặc không bất không của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh không bất không của bốn niệm trụ và cái danh không bất không của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh không hoặc bất không của bốn niệm trụ là Đại Bồ Tát, chính cái danh không hoặc bất không của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của bốn niệm trụ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu tướng vô tướng của bốn niệm trụ, hoặc hữu tướng vô tướng của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tướng vô tướng của bốn niệm trụ và cái danh hữu tướng vô tướng của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của bốn niệm trụ là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của bốn niệm trụ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng phải là Đại Bồ Tát?
Bạch Thế Tôn, hoặc hữu nguyện vô nguyện của bốn niệm trụ, hoặc hữu nguyện vô nguyện của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh hữu nguyện vô nguyện của bốn niệm trụ và cái danh hữu nguyện vô nguyện của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của bốn niệm trụ là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của bốn niệm trụ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tịch tịnh bất tịch tịnh của bốn niệm trụ, hoặc tịch tịnh bất tịch tịnh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịch tịnh bất tịch tịnh của bốn niệm trụ và cái danh tịch tịnh bất tịch tịnh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của bốn niệm trụ là Đại Bồ Tát, chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của bốn niệm trụ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc viễn ly bất viễn ly của bốn niệm trụ, hoặc viễn ly bất viễn ly của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh viễn ly bất viễn ly của bốn niệm trụ và cái danh viễn ly bất viễn ly của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của bốn niệm trụ là Đại Bồ Tát, chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của bốn niệm trụ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu vi vô vi của bốn niệm trụ, hoặc hữu vi vô vi của bốn chánh đoạn, cho đến tám chi thánh đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu vi vô vi của bốn niệm trụ và cái danh hữu vi vô vi của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của bốn niệm trụ là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của bốn niệm trụ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu lậu vô lậu của bốn niệm trụ, hoặc hữu lậu vô lậu của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu lậu vô lậu của bốn niệm trụ và cái danh hữu lậu vô lậu của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của bốn niệm trụ là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh sanh hoặc diệt của bốn niệm trụ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh sanh hoặc diệt của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc sanh diệt của bốn niệm trụ, hoặc sanh diệt của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh sanh diệt của bốn niệm trụ và cái danh sanh diệt của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh sanh hoặc diệt của bốn niệm trụ là Đại Bồ Tát, chính cái danh sanh hoặc diệt của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thiện hoặc phi thiện của bốn niệm trụ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh thiện hoặc phi thiện của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thiện phi thiện của bốn niệm trụ, hoặc thiện phi thiện của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thiện phi thiện của bốn niệm trụ
và cái danh thiện phi thiện của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thiện hoặc phi thiện của bốn niệm trụ là Đại Bồ Tát, chính cái danh thiện hoặc phi thiện của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của bốn niệm trụ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu tội vô tội của bốn niệm trụ, hoặc hữu tội vô tội của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, rốt ráo vẫn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh hữu tội vô tội của bốn niệm trụ và cái danh hữu tội vô tội của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của bốn niệm trụ là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của bốn niệm trụ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu phiền não vô phiền não của bốn niệm trụ, hoặc hữu phiền não vô phiền não của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh hữu phiền não vô phiền não của bốn niệm trụ và cái danh hữu phiền não vô phiền não của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của bốn niệm trụ là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của bốn niệm trụ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thế gian xuất thế gian của bốn niệm trụ, hoặc thế gian xuất thế gian của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thế gian xuất thế gian của bốn niệm trụ và cái danh thế gian xuất thế gian của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của bốn niệm trụ là Đại Bồ Tát, chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là Đại Bồ Tát? Hết quyển thứ 29.